Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ ngày 28 tháng 5 của Điện thoại Vui TV. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tin tức công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mặc dù iPhone 12 vẫn chưa ra mắt, thế nhưng những thông tin về iPhone 13 đã rò rỉ sớm hơn thường lệ. Theo Verge, một leaker thỉnh thoảng chia sẻ thông tin về các thiết bị mới ra mắt của Apple đã đưa ra một số chi tiết về model iPhone 13 ra mắt vào năm sau. Một bản vẽ thiết kế đơn giản cho thấy một thiết bị với cụm 4 camera sau được Verge cho biết với các tính năng như dưới đây. Ống kính góc rộng 64MP với zoom quang học 1X và zoom kỹ thuật số 6X, ống kính tele 40MP với zoom quang học 3X, 5X và zoom kỹ thuật số 15-20X, ống kính biến dạng anamorphic 64MP mang lại khả năng quay video tỷ lệ 2:1, ống kính góc siêu rộng 40MP với khả năng zoom quang học nghịch đảo, cảm biến LiDAR 4.0. Có thể thấy thì tin đồn về camera trên iPhone 13 khác hoàn toàn với iPhone 11. Và dù Apple đã thực hiện các cải tiến đáng kể về camera sau mỗi năm, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên các cảm biến camera nhiều megapixel như vậy xuất hiện trên iPhone. Trong năm 2020 thì các phiên bản iPhone 12 cao cấp dự kiến sẽ tiếp tục được trang bị 3 camera sau. Trong khi đó thì các phiên bản iPhone 12 cấp thấp hơn sẽ tiếp tục trang bị cụm camera kép. Cách làm tương tự cũng có thể sẽ đến với iPhone của năm 2021, khi các công nghệ camera tốt nhất sẽ được trang bị cho những thiết bị đắt tiền nhất. Theo một nguồn tin thì Samsung sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất iPhone 12 và hãng sẽ thu được một lợi nhuận khổng lồ nếu như iPhone 12 thành công. iPhone 12 Series được kỳ vọng sẽ là nâng cấp và thay đổi lớn nhất của Apple trong vài năm gần đây với thiết kế khuôn viền mới, tấm nền OLED trên tất cả các model, đầu tiên tích hợp công nghệ 5G. Và có vẻ như Samsung, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple, cũng sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Mặc dù Samsung sẽ chiếm phần lớn đơn đặt hàng tấm nền OLED cho iPhone 12, nhưng công ty Hàn Quốc không phải là nguồn cung ứng duy nhất của Apple. Cả LG Display và BOE Technology cũng sẽ sản xuất các tấm nền OLED cho iPhone 12. Tuy nhiên thì Samsung vẫn chiếm tới 80%. Tất nhiên là Samsung hoàn toàn đủ sức để cung ứng tất cả tấm nền OLED cho những chiếc iPhone của Apple. Nhưng Apple muốn giảm bớt sự rủi ro và sự phụ thuộc vào đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu ngồi nhớ dây chuyền sản xuất của Samsung có vấn đề, thì việc sản xuất iPhone cũng sẽ bị gián đoạn ngay lập tức. Do đó, việc tìm thêm các nhà cung ứng khác là điều cần thiết. Hiện tại thì kỷ nguyên điện thoại 5G chỉ vừa mới bắt đầu thôi, thế nhưng Xiaomi đã có một quyết định khá mạnh tay để bắt đầu cho thời đại 5G. Trước đây thì Lee Chun, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Xiaomi đã nói về kỷ nguyên 5G của mình. Theo thông tin của ông thì từ đầu năm tới nay, Xiaomi đã ra mắt tổng cộng 5 smartphone 5G. Theo tiết lộ của ông, vào năm ngoái thì Xiaomi cơ bản đã xóa bỏ các sản phẩm 4G, nỗ lực đã hoàn toàn chuyển sang 5G. Tình hình sản xuất của Xiaomi đã bị chậm lại do đại dịch, tuy nhiên thì Xiaomi vẫn quyết tâm không thay đổi chính sách của mình để tiếp tục kế hoạch đẩy mạnh sản xuất. Trong các sự kiện vừa qua thì Xiaomi cũng đã liệt kê 3 ứng dụng chỉnh sửa chính của kết nối 5G, bao gồm pha các video 4K và 8K, hỗ trợ tốt cho các tựa game nền tảng đám mây cũng như hỗ trợ các xe tự lái. Được biết thì Xiaomi cũng từng đặt ra kế hoạch sẽ ra mắt 10 smartphone 5G trong năm nay. Một báo cáo mới nhất đến từ Hàn Quốc đã tiết lộ rằng Samsung đang bắt đầu sản xuất hàng loạt chiếc smartphone màn hình gập có tên gọi là Galaxy Fold 2. Theo Sam Mobile cho biết thì đơn đặt hàng sản xuất của Samsung đã đưa ra trong vài ngày qua và bao gồm công nghệ Uncharted Glass. Điều này cho thấy chiếc Galaxy Fold 2 sẽ được trang bị công nghệ màn hình tương tự như Galaxy Z Flip ra mắt vào đầu năm nay. Ngoài ra thì các công nghệ smartphone màn hình gập hoàn thiện hơn khi giá của các sản phẩm này sẽ bắt đầu giảm. Mặc dù Galaxy Fold 2 được báo cáo là không rẻ hơn nhiều so với người tiền nhiệm của nó. Cụ thể, các báo cáo trước đây cho biết chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của Samsung dự kiến sẽ được bán ra với giá 1.880 USD, tức chỉ rẻ hơn 100 USD so với Galaxy Fold ban đầu. Các tin đồn trước đây còn cho biết chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của Samsung sẽ đi kèm với số model SMF916 và có thêm cả bản bộ nhớ trong 256GB. Ngoài ra thì Galaxy Fold 2 sẽ dự kiến được ra mắt với màn hình gập kích thước 7.7 inch và kích thước màn hình phủ bên ngoài lớn hơn nhiều so với thế hệ trước. Cũng có một số tin đồn cho rằng chiếc điện thoại này sẽ hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và Book S Pen, nhưng các thông tin này hiện vẫn chưa được Samsung xác nhận. Vừa qua thì đã xảy ra một hiện tượng vô cùng lạ lùng, đó chính là những bình luận nói xấu Trung Quốc trên YouTube đột nhiên biến mất. Theo CNET, người dùng YouTube khi đăng một số cụm từ bằng tiếng Trung với nội dung lăng mạ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sau khoảng 15 đến 30 giây mà không rõ lý do. Trong khi đó thì phiên bản sang chữ Latin của chúng vẫn được giữ lại. YouTube thừa nhận vấn đề này chỉ là một lỗi hệ thống và đang cố gắng khắc phục. Theo The Verge, việc xóa các cụm từ chứa nội dung nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc đã được YouTube thêm vào bộ lọc nhận xét của mình từ lâu.
Trang này cho biết thì có bằng chứng cho thấy những bình luận đầu tiên đã bị xóa từ tháng 10 năm 2019 thay vì gần đây và được một số người dùng báo cáo trên trang hỗ trợ của YouTube. Việc YouTube bên chính quyền Trung Quốc đã vấp phải một số chỉ trích. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã viết trên Twitter cho rằng đây là một điều đáng lo ngại và thắc mắc rằng tại sao Google và YouTube lại kiểm duyệt thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và trên đây là những tin tức hot nhất có trong ngày. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện Thoại VTV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.